Ai bết kìa. Tí video làm chứng cho đời nhá. Địa điểm ở đâu anh không biết đâu nhá. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ làm thử thách ném bi xuống ao. Đây nhá, bây giờ tôi sẽ ném xuống đây. Thì hai thằng cu này nó sẽ xuống mò. Nếu mà nó thấy nó mò được một viên thì tôi sẽ mất nó 100.000. Còn nếu mà nó không tìm thấy thì hai thằng này sẽ mất tiền của tôi 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi bây giờ đây là 10 viên. Đây máy quay ở đây. Còn hai thằng này kiểm tra túi, sang cửa áo ra. Cửa áo ra. Tôi phải làm chặt kiểm tra túi. Rồi bỏ tiền ra đây. Đặt đây. Để tôi quần đi. Không, tôi còn ướt. Không ai lấy tôi đâu. Em tiền anh cầm. Không ai lấy đâu. Anh phải quay lại cả cái này chứ. Em này. Quay cái gì? Để sẽ tìm đâu. Thời gian là 10 phút. À 10 phút. Cho 15 đi. 10 phút. Chỗ này khó. Chỗ này khó đi mẹ. Được rồi, cho 15 phút. Mày xem cái cây cắm 5m là sắp ngập kìa. Rồi, cho 15 phút. Cắm sắp ngập kìa. Cửa áo ra. Trong túi có gì không? Kiểm tra. Kiểm tra tất cả nhá. Không có gì đúng không? Đây. Chỉ có thiết thằng vị. Quay lô đi ở đây. Mày cắm đây sao? Mày để lô đi cho thằng viên. Thôi chứ bẩn đấy. Phát thằng này mày nhét vào chi sao? Một cái nó cũng mẹ phạt luôn. Phạt đi mẹ, 20 không thôi. Được phạt nó... Cứ qua một bi phạt 20. Tôi không biết nhưng mà trong khung quanh này nhá, ok chưa? Đây, hai đứng ở đây. Đứng đây. Đứng đây, thử thách, đây là mới gọi thử thách nhá. Giờ này nhá, một viên đầu tiên này. Mẹ cái bi thì phía sẽ đạp. Viên đầu tiên này, khoan, đây. Hình vuông, đây này, có cái kia. Ờ đấy. Trong khu vực đấy thì dễ tìm. Thì biết trong khu vực này. Máy quay nhá. Không cần quay, kệ mẹ. Quay mà không được reo này nó chơi ăn rồi. Rồi, ok nhá. Tuấn lại chơi. Quay chưa? Rồi, ném nhá, một viên này. Viên đầu tiên này. Nó bay từ ngoài rồi. Thứ hai này. Đấy, viên nó xuống thẳng. Xuống ngay góc đấy. Ba. Viên đấy. Bốn. Hai chục. Đấy là trong này, không khu vực này mà. Ủa? Năm. Cái đó. Đừng nhìn ra đây, hai thằng ra đây. Không được nhìn, lúc tí được biết thông tin luôn. Còn hai viên nhá, còn hai viên này. Còn hai viên kệ mày. Mày cứ ném xuống, mày ném xuống giữa ao thì còn được, đến cuối. Rồi, xuống tìm đi. Từ mất mẹ một lít rồi. Tìm đi. Đã chưa nào chịu nhá. Nhớ chưa? Không được lật mặt. Không được rửa mặt nhá. Đã chưa là phải chịu. Giờ là 15:22. Tuấn ơi, xem nhá. Xem đồng hồ cho anh. 15:22 nhá. Đã chưa được chịu nhá. Thấy ngáo à. Thấy một viên anh yêu chết rồi. Không sao. Tìm đi. Đã chơi là phải chịu, không được rửa mặt. Nhanh mất trăm em ơi. Xem thời gian nhá. Chưa được 1 phút đâu. Thêm 1 phút đâu, thoải mái đi, tìm đi. Trời ơi. Quay mặt đây em quay ui, cái này ăn gian này ấy nè. Yên tâm anh không ăn gian đâu, yên tâm. Mất bao nhiêu phút rồi? Được 1 phút rồi. Thua. Nếu mà nó nghỉ ta tìm được thì sao? Tìm được khi mày được, ta 100. Vẫn trả tiền cho mày. Mày ăn mình. Nhưng mà 100. Ừ, rồi. Khi tao lên này. Ừ, mày lên đi. Mày tìm ăn mình nhá. Điên à. Vẫn mất tiền. Vẫn mất tiền. Chỗ này nó không có cái mất tập chỗ kia, có một cái mấy bên thế này này. Mẹ liêu chứ bẩn lắm. Ôi chứ bẩn gì? Thử thách nó phải thế mày chứ. Quẳng lại mấy ta góc kia, tới góc này thì biết tìm đâu. Thử đây, giữa cái giữa cái góc này thử thách nó phải thế chứ. Thử thách nó phải con bi to này mới tìm được. Thế thì nói chuyện gì nữa? Mọ đi, lặn đi em. Đã chơi là phải chịu. Không biết. Rồi ướt rồi, bỏ xuống em ơi. Súng mò đi. Súng mò đi. Không hết thời gian đấy. Đã chơi là phải chịu. Chưa hết đâu, thời gian còn rất nhiều. 2 phút rồi. Ui tao thấy rồi. Đi liêu lại nữa. Ôi con mò đứng đây này sao mà thấy được. Phải lặn xuống mò chứ. Mày cứ qua đây đi.
Ông phải lặn xuống mò chứ. Phải lặn xuống mò chứ không? Lặn đâu rồi, nước đục đâu. Ui, tiền mình có để đâu. Sờ bằng chân, bằng tay thôi. Để tao gắp lên. Thò tay không? Để đéo ướt quần này lên viên này. Thấy thơm, thấy thơm. Bao phút rồi? 2 phút. 2 phút mà. Ôi, ướt quần, ôi, ôi, ôi. Tạt cho mày ướt cả áo đi rồi. Tạt ra hết đi. Xuống mò. Thật, nhìn mẹ. Tạt thế nó mới xuống mò nhìn không luôn. Không phải mẹ, không tí. Đã thế thì kệ bố mày. Mò đi. Tao thì là tao phải ăn được 100 của nó riêu. Rồi thì cứ tìm đi rồi. Viết đây, dịch sang bên phải. Sang bên phải một tí. Cười mét cái áo cái này, rồi. Cái chỗ này không ấy đâu. Cái chỗ này bùn nó không xuống đâu. Trên mày, trên đồ bùn. Trên áo bên trên này nó khô sang này. Tao tìm thấy rồi sao ấy. Bắt áo bên trên này. Anh cầm đi. Bao phút rồi đấy. Đã chưa đỡ chịu nhá, không được rửa mặt nhá. Tuấn làm chứng nhá. Đây em quay video rồi. Rửa mặt, đến mấy thằng nào rửa mặt mẹ mẹ đập chết luôn. Rồi ok. Mua ao gì mua ao. Rồi. Như tao thấy rồi. Cái kiến trì nó chỉ ở gần, nó chỉ ở khu chân mình thôi. Mà cẩn thận nhé, mà thấy ngứa ngứa là phải xem, ao này nhiều đỉa lắm ấy. Hay phết nhỉ. Đây nha, video làm chứng trong này nhá. Đi đỉa nó bâu anh không biết rồi nhá. Ờ anh sẽ cho. Bây giờ anh sẽ cho hai chú là một sự trợ giúp là thêm một cái 500 xuống tìm. 500 tròn vứt đâu chưa? Rồi nhá. Nhưng mà từ từ đã, để bạn thời gian không? Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu phút rồi em? Được 6 phút rồi. Ok. Thế thì đến phút thứ 10 cho 500 tìm. Thêm 15 phút rồi nhá. 15 phút gì? Rồi ok. Rồi ok 15 phút rồi. Cho rồi nhá, Viên nói nhá, cho 500 tìm nhá. Rồi ok. Rồi. 500 xuống đi. Đến phút thứ 10 thì cho 500 nhá. Đây là sao ạ? Có tiền rồi. Tên 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 tên. Đấm nó mồm. Sao mà bây giờ sợ thế nhỉ, để phân biệt được hòn đá với hòn bi. Mà tao lạnh lắm rồi. Đấy là do việc nếu mày có chịu không? Không chịu thì mất tiền, mà chịu tìm được thì được tiền. Thế thôi. Tổng cộng 7 phút rồi em ơi. Không được bỏ cuộc nhá. Đã chơi là phải chịu nhá, không được bỏ cuộc nhá. Bùn nó không lún đâu mà. Nếu mà xuống nước. Quay lại khác về tìm hòn bi. Không thử thách thì đã chơi đấy. Không chơi bi đấy thì không gọi là thử thách gì nhiều đấy. Bi này nó chỉ nặng, nó chỉ xuống. Này này. Làm cho nó Tuấn. Đeo biết. Rồi, lấy 500 cho hai cái đi. Anh ấy. Anh cầm 500 tròn này không? Thế thì vứt bên kia rồi. Hay bên kia nhỉ? Bên kia. Không, em vừa thấy cầm sang bên này thôi. Bên này mà em lại cầm xem. Phải cho cả hai người hai cái 500 đấy. Rồi, cho mỗi người một cái. Tắt thời gian đi ta, lấy 500 chứ không vậy. Đứng im. Tắt thời gian lấy 500. Không để ta lấy cho. 8 phút nhá. Rồi. Rồi bây giờ thì tôi đã cho thằng cu này một cái 500 nữa. Để bây giờ nó tìm nhá. Đấy, sự trợ giúp đấy. Ui ôi tí được. Hay là gọi điện thoại cho người thân. Năm mươi là ta chỉ mất 2 lần. Không, 50 cả, đã chưa là phải chịu. Đúng rồi, có nhận mấy cái này rồi mình. Ok nhá. Bắt đầu bấm thời gian nhá. Rồi. Làm chưa qua. Bắt đầu nhá. Rồi, bắt đầu đi. Cứ để nó đi là cái mặt đất mà mẹ cứ có gió và người lại lạnh à. Đấy là việc của mày. Thế thì mày đầu hàng sang đi. Sang này, quá gì sang. Phút 2. Sang, thế mày đầu hàng đi. Đầu hàng mất 50 ạ. Đầu hàng mất 25 thôi, liêu nhỉ. Không, 25 đất là bảo chơi là phải chịu, không có đầu hàng còn có khi mất hiệu nhưng mà thôi. Chỉ mất thế thôi. Thời gian. Đấy. 13 rồi á? Được 8 phút rồi đấy. Bây giờ mới 8 phút thôi mà. Hello. Còn 12 phút nữa. Thêm đi, cười cái gì? Hello, xin chào tất cả các bạn. Anh em mình đang đi dò vàng. Tao đeo vào ngón chân thì tao đi. Đi mẹ thằng này được. Mà sẽ mất mẹ cả cùng 500 nhỉ. Cái 500 của tao là 500 tròn đấy hả? Mày mất 500 mày. Mất 500 mày Điền Tuấn. Ra ngoài khu vực ngoài kia kìa, ngoài này, đấy. Dò đây cách phát là ok rồi. Cách phát là úi giời được 100 nghìn rồi. Vẫn phải thò tay mò. Không nhớ mò được. Lặn xuống. Cứ 500 mà đi sang lên là mày 60-40 đấy mày à. Lên là 60-40 đấy. Lên đi. Phút bao nhiêu rồi? Lên đi. Ủa sự buồn cười. 15. Ok em ơi. Lên đi. Lên đi 15 rồi. Tao phải xem 500 đó.
2 viên. 2 viên nhá. Rồi rồi rồi, được rồi. Chắc chưa? 2 viên. Rồi, thế hôm nay sẽ thỏa thuận là mình sẽ mất với hai thằng này là 100.000 nhá. Còn thằng này sẽ thằng làm viên 70.000 đúng không? 60. Viên 60 đánh sang 40 đúng không? Rồi, ok. Dám làm chơi phải dám chịu. Lát nữa về tôi sẽ đưa tiền cho hàng này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhớ like và đăng ký ủng hộ anh em của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.